Rồi, xin chào tất cả các bạn. Lại một lần nữa quay lại với chuỗi video học thuật của trung tâm WeSet English. Thì lại một lần nữa gặp lại các bạn ha. Mình là Vũ Nguyễn Đình Nghĩa. Thì hiện tại mình là một giáo viên IELTS tại trung tâm WeSet và cũng là giám sát các chương trình học thuật của trung tâm. Thì ngày hôm nay mình hy vọng là sẽ mang đến cho các bạn những kiến thức rất là bổ ích về việc học tiếng Anh nói chung cũng như là việc luyện thi IELTS nói riêng. Và nội dung của video này sẽ khá là mang tính học thuật. Hy vọng là các bạn cũng sẽ cố gắng theo dõi ha. Rồi, vậy thì trước hết thì mình xin có một câu hỏi là các bạn đã bao giờ nghe đến cái thuật ngữ là Academic English hay còn gọi là tiếng Anh học thuật bao giờ chưa? À thì từ hồi nhỏ đúng không, mình khi mà mình trải qua cái việc mình học tiếng Anh qua trường lớp này, mình đi học ở trên trường, thầy cô dạy mình hay là mình đến những trung tâm, thì các bạn có để ý là những cái nội dung, những cái chủ đề trong sách tiếng Anh và trong những bài mình học trong lớp ấy thì nó khá là quen thuộc đúng không? Nội dung nó xoay quanh những cái kiến thức thường ngày của chúng ta, như là nói về gia đình, nói về trường học, nói về bạn bè, nói về thể thao, đi xem phim chẳng hạn kia. Thì những nội dung đó thì được gọi là general English. Những nội dung đó thì được gọi là general English hay còn gọi là tiếng Anh phổ quát. Vậy thì tiếng Anh học thuật khác với tiếng Anh phổ quát là như thế nào? Thì bây giờ mình mời các bạn hãy theo dõi bảng ở dưới đây ha. Rồi, vậy thì nội dung của Academic English cũng như là general English sẽ khác nhau như thế nào? Thì thứ nhất đó là nói về Academic English hay còn gọi là EAP đó, thì là ngữ pháp viết và nó có cái tính phức tạp rất là cao, cũng như là từ vựng thì mang tính chuyên ngành. Thì các bạn cũng thấy là có những cái chuyên ngành bằng tiếng Anh đúng không, ví dụ là mình có tiếng Anh cho giới kỹ thuật, tiếng Anh cho giới kinh doanh, tiếng Anh cho giới y học chẳng hạn. Và cũng như là những cái nội dung học thuật nó dài hơn và nó mô phỏng lại các bài nghe ở trong giảng đường hoặc là những cái tài liệu đọc của trong cái chuyên ngành đó thì được gọi là EAP, tiếng Anh học thuật. Còn ngược lại thì mình nghĩ là tiếng Anh phổ quát thì quá là thân thuộc với chúng ta rồi, đi là ngữ pháp thì thường là ngữ pháp nói, cũng như là không có quá quan trọng với tính phức tạp. Và chủ đề thì nó cũng hồi nãy mình cũng nêu ra là nó khá là quen thuộc với đời sống hàng ngày của chúng ta, cũng như là những tài liệu học thì cũng ngắn hơn và mình dễ tiếp cận hơn, không có phải là quá dài đúng không ạ? Rồi, vậy thì mục tiêu của tiếng Anh học thuật là gì thì các bạn cũng thấy nha, là tiếng Anh phổ quát thì dùng để mà nghe nói giao tiếp trong đời sống hàng ngày là chủ yếu. Với là chúng ta sẽ nói chuyện ở trong môi trường văn phòng, ở văn phòng của chúng ta mà có người nước ngoài chẳng hạn, hoặc là khi mà chúng ta đi định cư ở nước ngoài, định cư ở Mỹ chẳng hạn, thì chúng ta dùng tiếng Anh phổ quát, tức là mình ví dụ như mình đi siêu thị, hay là mình có đi ra đường mà mình lỡ mình phóng quá tốc độ thì police mà họ chặn mình lại thì mình cũng phải biết nói thì sao đúng không? Ví dụ là như vậy. Vậy thì về cái định hướng ứng dụng thì các bạn cũng có thể dễ hiểu được cái định hướng ứng dụng của nó là tiếng Anh học thuật đó là chúng ta sẽ nghe bằng tiếng Anh. Mà chúng ta đi học đại học ở nước ngoài thì sao? Chúng ta viết luận văn bằng tiếng Anh, chúng ta nghe giảng viên giảng bằng tiếng Anh, chúng ta viết essay, chúng ta làm conduct những cái research chẳng hạn. Còn ngược lại thì tiếng Anh mà định hướng ứng dụng đó thì tiếng Anh general thì nó mang cái tính là như vậy, chúng ta sử dụng những cái dịch vụ ở nước ngoài, nhưng mà đi chợ, đi mua sắm, đi xem phim, đi khám bệnh này nọ kia. Rồi, vậy thì ngoài ra đó, ngoài những hai cái mảng mà mình mới nói ở trên đó, thì trong ngành linguistics, ngành ngôn ngữ học đó còn chia ra làm những cái phân ngành khác nhau mà chúng ta có thể thấy được. Ví dụ là mình có EAP thì viết ra là English for Academic Purpose, tức là tiếng Anh mang tính học thuật thì lúc nãy mình cũng mới nói rồi. Ngoài ra thì nó còn có ESP nữa các bạn, tức là English for Specific Purpose, là tiếng Anh dùng trong các chuyên ngành kinh doanh, kỹ thuật gì đó. Và đến đây cũng là phần kết cho video của mình rồi. Thì mình mong là đây là một cái nội dung hữu ích cho các bạn. Và nếu như mà các bạn thấy hay thì hãy tương tác và like và share để mà nội dung này được tiếp cận đến với nhiều bạn học nữa nhé. Và hy vọng là các bạn sẽ follow cái trang fanpage của trung tâm WeSet English để mà các bạn theo dõi những cái nội dung học thuật tiếp theo. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Rồi, vậy thì một lần nữa xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn có gặt hái được nhiều thành công trong việc đi học tiếng Anh của mình nha. Rồi, xin chào tất cả các bạn.